Trên thế giới, đập Tam Hiệp có thể góp phần bức tử con sông dài nhất châu Á. ASEAN kêu gọi đối thoại, quân đội Myanmar vẫn dùng bạo lực trấn áp biểu tình. Tại Việt Nam, Hà Nội truy tố đối tượng lừa bán cả chốt công an. Ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến của 20 thanh niên dùng thuốc tác động thần kinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản xử lý 86 đối tượng băng áo cam gây náo loạn quán ốc ở quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đối tượng dùng ghế tấn công cảnh sát dịch vụ lắp lưới an toàn ban công bất ngờ nở rộ cảnh báo tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại Tiền Giang xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, các nhà khoa học Trung Quốc mới đây cảnh báo mức nước sông Dương Tử đang giảm xuống ở mức báo động và vai trò của các con đập trong vấn đề này cũng rất phức tạp. Việc Trung Quốc vận hành 15 đập lớn, bao gồm đập thủy điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp, đã làm thay đổi dòng chảy tự nhiên. Các chuyên gia thuộc chính phủ Trung Quốc cảnh báo về mực nước sông Dương Tử, Trường Giang đang cạn dần, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và kinh tế. Lưu vực sông Dương Tử vốn là nơi sinh sống của 460 triệu người và chiếm hơn 1/3 GDP của Trung Quốc. Sau khi xem xét dữ liệu tại các trạm đo đạc và hình ảnh vệ tinh trong nhiều thập niên qua, nhóm chuyên gia địa lý thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc ước tính mực nước sông Dương Tử giảm trung bình khoảng 2 cm một năm kể từ thập niên 1980. Các nhà khoa học cũng cho rằng tình trạng trên là do biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người bao gồm xây đập thủy điện và thay đổi cảnh quan. Việc vận hành 15 đập lớn bao gồm đập thủy điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp khiến mực nước sông Dương Tử giảm vào mùa đông và mùa xuân nhưng lại tăng vào thời gian còn lại trong năm những con đập còn đóng vai trò ngày càng lớn trong việc quản lý nước, đồng thời cũng gián đoạn chu kỳ tự nhiên. Để đối phó tình trạng trên, thì Trung Quốc đã siết chặt việc cấp phép cho các dự án xây dựng mới dọc theo sông Dương Tử kể từ năm nay, trong khi mọi hoạt động đánh bắt cá trên con sông này đều bị cấm trong thập niên tới. Núi lửa Sinabung ở Indonesia đã phun trào cho bụi cao đến 3 km vào hôm 2 tháng 3. Đây là phần phun trào dữ dội nhất của núi Sinabung kể từ tháng 8 năm ngoái. Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau khi ngọn núi lửa cao gần 2.500m thức dốc vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, thì người dân đã di tản khỏi khu vực bán kính 3km tính từ miệng núi lửa. Tỉnh Bắc Sumatra cũng đưa ra mức cảnh báo cao thứ nhì đối với người dân địa phương. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, với gần 130 núi lửa đang hoạt động, nhiều hơn bất kỳ đất nước nào khác trên thế giới. Núi lửa Sinabung đã phun trào trở lại lần đầu tiên vào năm 2010, vào hàng trăm năm ngủ yên. Ngày 2 tháng 3, một nhóm 8 thiếu niên Úc đã nộp đơn kiện tập thể, yêu cầu bộ năng lượng nước này không cấp phép mở rộng khai thác mỏ than vì sẽ làm biến đổi khí hậu trở nên trầm trọng hơn. Vụ kiện tập thể gây chú ý lớn ở Úc trong những ngày gần đây, nguyên đơn là 8 thanh thiếu niên đến từ nhiều nơi trên cả nước. Tòa án Liên bang ở Melbourne dự kiến sẽ xét xử trong suốt 5 ngày tới, tuy nhiên phán quyết cuối cùng có lẽ chỉ được đưa ra sau nhiều tháng nữa. Trong đơn kiện, nhóm học tập lập luận rằng Bộ trưởng Năng lượng Úc, bà Susan Lay, có trách nhiệm bảo vệ thế hệ trẻ khỏi tình trạng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, thì việc mở rộng mỏ than Vickery của tập đoàn Whitehaven Coal ở bang new south wales sẽ biến đổi khí hậu diễn ra trầm trọng hơn và đe dọa các thế hệ tương lai biến đổi khí hậu vốn là một chủ đề gây chia rẽ ở úc quốc gia đứng hàng đầu thế giới về mức phát thải carbon tính trung bình đầu người chính quyền bảo thủ của úc đã nhiều lần thắng cử liên tiếp nhờ ủng hộ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch vốn đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của xứ sở chuột túi Tại Sydney, Úc, một nữ doanh nhân 49 tuổi biến mất bí ẩn và sau đó có hai chiếc xương giạt vào bờ biển thành phố. Giới chức đang điều tra mối liên hệ giữa hai sự kiện này. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2, một người dân báo cảnh sát khi phát hiện hai chiếc xương ở bãi biển Tura. Đến hiện tại, thì cảnh sát đã thu thập xương và đưa đi giám định pháp y nhằm xác minh xem phần xương thuộc về người hay động vật. Việc xét nghiệm ADN có thể kéo dài đến một tuần. Đồng thời, cảnh sát mở rộng việc tìm kiếm nữ doanh nhân Melissa Kadik, không loại trừ việc tìm kiếm các phần thi thể trên bãi biển Tura, người phụ nữ biến mất khi rời khỏi căn nhà khi chạy bộ vào tháng 11 năm ngoái. Cảnh sát Myanmar vẫn tiếp tục dùng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình vào hôm 2 tháng 3, bất chấp những chỉ trích quốc tế. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng một số nước hàng xóm ở Đông Nam Á đang lên tiếng đối thoại với quân đội Myanmar nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng và giảm thiểu bạo lực. Theo Reuters, việc đối ngoại của các ngoại trưởng ASEAN với quân đội Myanmar sắp diễn ra vào hai ngày kể từ sự kiện biểu tình đẫm máu nhất hôm 28 tháng 2 với 18 người tử vong do trúng đạn của cảnh sát. Dù vậy, người biểu tình vẫn tập trung đông đảo ở thành phố Yagon trong ngày 2 tháng 3, đội mũ cứng và cầm theo các tấm khiên tự chiến. Họ cùng nhau hô vang kêu gọi chống lại cuộc đảo chính của quân đội một trong những khẩu hiệu vang lên ở Yangon và hôm qua là có áp bức sẽ có bùng nổ đấu tranh, nếu bị tấn công chúng ta sẽ vùng lên đáp trả. Ngay sau đó thì cảnh sát đã bắn lựu đạn gây choáng để giải tán các cuộc biểu tình ở ít nhất 4 thành phố. Nhiều người bị thương ở thị trấn Kale phía tây bắc đất nước. Ít nhất có 21 người đã tử vong kể từ lúc phong trào biểu tình bùng phát. Quân đội cũng cho biết một cảnh sát đã thiệt mạng. Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 1 tháng 3 đã thu giữ 16 kg vàng, hàng chục ngàn đô la và hàng ngàn gói thuốc lá từ một số nhà ngoại giao nước này. Nhà điều tra cho biết đây có thể là đường dây buôn lậu quy mô lớn từ Ukraine đến các quốc gia hàng xóm Ba Lan. Vụ việc được phát hiện khi cảnh sát dừng một chiếc xe của cơ quan ngoại giao Ukraine. Trên xe bao gồm tài xế của Đại sứ quán Ukraine ở Ba Lan và một tùy phái viên phụ trách các vấn đề lãnh sự. Giới chức cho biết họ đã phát hiện một băng nhóm tội phạm bao gồm các nhân viên và cựu nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Ukraine tại Ba Lan. Ngoài ra còn có một số viên chức phụ trách bộ phận truyền thông và bảo mật thông tin của các cơ quan nhà nước. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng ông đã triệu hồi các nhân viên nói trên về nước và họ đã không còn làm việc cho Đại sứ quán. Buôn lậu thuốc lá là một trong những tội hình sự phổ biến nhất ở biên giới Ukraine vì giá thuốc lá ở nước này thấp hơn hầu hết các quốc gia châu Âu khác ở những nước có nhiệt độ khắc nghiệt như là Ukraine thường xảy ra những tai nạn bất ngờ liên quan đến băng tuyết vào mùa đông. Gần đây thì hai cảnh sát tuần tra ở thành phố Dnipro của Ukraine đã nhận được tin báo cầu cứu sau khi ba người đàn ông và một thiếu niên ngã xuống rồi bị mắc kẹt dưới hồ nước đóng băng. Toàn bộ việc giải cứu kịch tính đã được camera gắn trên người một cảnh sát ghi lại, cho thấy các viên cảnh sát đã dùng dây thừng kéo từng người ra khỏi vị trí mắc dưới hồ nước băng giá. Vào ngày 1 tháng 3, thì Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã trao thưởng cho hai cảnh sát nói trên để tuyên dương lòng dũng cảm của họ một người bố Nigeria thẫn thờ nhưng vẫn nhen nhóm chút hy vọng khi xem ảnh hai con gái 14 tuổi của mình. Đó là hai trong số 317 nữ sinh bị bắt cóc ngay tại trường học ở tỉnh Jamfara, phía bắc quốc gia châu Phi ngày hôm 26 tháng 2. Ông Balebek Karara ngày càng tuyệt vọng khi giới chức chưa thể xác định được vị trí của những kẻ bắt cóc 317 nữ sinh, trong đó có hai con gái của ông. Người bố rời vùng núi cao đến thành phố với mong muốn cho các con điều kiện học tập tốt hơn, nhưng đến hiện tại, ngay cả khi các con trở về an toàn, ông Karara cũng không muốn cho chúng quay trở lại trường vì vấn đề an ninh. Sau vụ bắt cóc gây chấn động ngày 26 tháng 2, bang Jamfara đã yêu cầu đóng cửa nhiều trường học nội trú. Các vụ bắt cóc trường học ban đầu thường thực hiện bởi các nhóm chiến binh thánh chiến như Boko Haram. Tuy nhiên thì hành động này đang ngày càng lan rộng ở các nhóm phiến quân khác nhau với mục đích và thủ đoạn không rõ ràng. Các vụ việc thường xảy ra ở phía Bắc Nigeria, khu vực chìm trong bất ổn kéo dài. Tiếp tục cập nhật liên quan đến sự việc ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương đã có buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên, tức Lương Y Võ Hoàng Yên vào ngày 2 tháng 3 về những vấn đề xoay quanh việc bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo, ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ do chính vợ chồng ông bà ủng hộ. Theo thần y Võ Hoàng Yên, không đề cập 3,8 tỷ đồng của ông Dũng Lò Vôi chỉ là sự thiếu sót. Có mặt tại buổi đối chất, ông Võ Hoàng Yên nói rằng để xảy ra sự việc hôm nay là một điều đáng tiếc. Ông Yên khẳng định bản thân ông luôn coi vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng là những ân nhân của cuộc đời mình. Ông Yên cho biết những khoản tiền mà bà Hằng cùng ông Dũng đã chuyển vào tài khoản của ông đều hoàn toàn tự nguyện nhằm giúp ông thực hiện ước muốn mở nhiều trung tâm để chữa bệnh miễn phí cho người dân trên cả nước. Ngoài ra, vị lương y phân trần việc trong báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội tại buổi lễ khánh thành ngôi chùa Hưng An tự không đề cập đến số tiền 3,8 tỷ đồng của vợ chồng ông Dũng để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ là do có sự thiếu sót. Ông Yên tiếp tục khẳng định việc ông kêu gọi ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ miền Trung vào tháng 10 năm 2020 là với danh nghĩa cá nhân, chứ hoàn toàn không hề lấy danh nghĩa của Trung ương tịnh cộ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Hiện cả hai bên đều thống nhất sẽ đưa ra cơ quan chức năng để giải quyết xử lý vụ việc. Thưa quý vị, công an tỉnh Yên Bái vừa thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tạ Duy Hiển, sinh năm 1981, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Bình, ông Hoàng Trung Kiên, bà Địch Thị Thủy cùng là viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất. Yên Bình và ông Lương Công Vũ sinh năm 1988, công chức địa chính, xây dựng xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, để phục vụ công tác điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Được biết, thì ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ công tác đối với các trường hợp trên trong ngày 26 tháng 2. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra và làm rõ. <laughs> Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Quang, sinh năm 1979, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng vào tháng 12 năm 2016, Quang tự giới thiệu với chị Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1971, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, là mình đang làm việc tại ban quản lý dự án tả ngạn sông Hồng. Sau đó Quang đề nghị bán gian kiosk tại tầng 1 chợ Hà Đông, phường Nguyễn Trãi, do anh Quang sở hữu với giá 1,5 tỷ đồng và được chị Oanh chuyển trước 500 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế thì kiosk này là chốt đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ và được giao cho công an phường Nguyễn Trãi quản lý sử dụng. Sau nhiều lần đến thời hạn nhưng không được Quang giao kiosk, nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng. Tháng 11 năm 2020, Trần Đình Quang đã trả lại cho chị Oanh tổng số tiền là 450 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc lớn tại huyện Hoàng Hóa và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Trước đó, trong quá trình kiểm tra quán karaoke do bà Lê Thị Hồng, 40 tuổi, ở xã Hoàng Lưu, huyện Hoàng Hóa làm chủ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 11 người đang đánh bạc, thu giữ tại hiện trường hơn 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật có liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận nhóm đánh bạc do Trịnh Xuân Chữ, 37 tuổi, cầm đầu, Mỗi ngày sát phạt tại quán karaoke này, chữ đưa cho bà Hồng 5 triệu đồng. Quý vị thân mến, trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ biển, đồng thời nhằm đảm bảo an toàn cho khoảng 170 hộ dân ở hai thôn Phước Thiện và An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định chi 100 tỷ đồng để xây dựng khẩn cấp công trình kè chống sạt lở bờ biển tại các khu vực này. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào trước mùa mưa bão năm nay, giúp đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Trước đó, thì vào đợt mưa bão hồi cuối năm ngoái, thì sóng lớn và chiều cường đã khiến hàng chục nhà dân khu vực ven biển xã Bình Hải bị đổ sập, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con nơi đây. Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Chí Quý, 42 tuổi, chú phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan điều tra, ông Quý, nguyên là giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế, nhưng trong quá trình công tác đã có nhiều sai phạm, không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý của một số hồ sơ. Từ đó dẫn đến việc cấp cho bà Nguyễn Thị Cẩn trú tại tỉnh Lâm Đồng hai thửa đất, dù người này không có đủ điều kiện, không đúng đối tượng được cấp theo quy định. Sự thiếu trách nhiệm trong công tác của ông Quý cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng thưa quý vị từ lâu thì những hung thần xe ben xe tải phóng nhanh vượt ẩu luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người đi đường và mới đây thì một vụ tai nạn cũng do tài xế xe tải vượt ẩu đã suýt khiến cho hai người thiệt mạng Cụ thể trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải loại lớn chở nông sản biển kiểm soát 49C08986 khi đang lưu thông trên quốc lộ 20 đoạn qua chợ Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thì bất ngờ lấn làn nhằm tìm cách vượt lên nên đã dẫn đến va chạm với một xe máy. Do người mẹ cầm lái chở theo con gái đang lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, hai mẹ con đi trên xe máy ngã ra đường, còn chiếc xe tải vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên đường không có đông phương tiện lưu thông nên hai mẹ con nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Công an huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 15 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại một sòng bạc chuyên hoạt động về đêm. Trước đó vào cuối tháng 2, công an huyện Dương Minh Châu đã đột kích bắt quả tang một sòng bạc tại một ngôi nhà ở ấp Phước Hội, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Tại sòng bạc thì công an thu giữ 110 triệu đồng, nhiều phương tiện và các thiết bị di động cùng một số tăng vật liên quan. Theo cơ quan điều tra, sòng bạc này do chủ hộ là bà Trần Thị Hiếu, 43 tuổi, và Võ Thị Thúy, 31 tuổi, ngụ cùng xã Phước Ninh, đứng ra tổ chức. Hàng ngày thì sòng bạc này hoạt động từ khoảng 20 giờ hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày thì Hiếu và Thúy thu lợi bất chính từ 2 đến 10 triệu đồng. Vừa qua hơn 20 đối tượng mang theo nhiều vũ khí chuẩn bị hỗn chiến đã được lực lượng công an huyện Long Thành phát hiện ngăn chặn kịp thời. Trước đó, công an xã Tam An nhận được tin báo của một nhóm đối tượng có trang bị hung khí hẹn nhau tại công viên ở ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt, kịp thời khống chế, bắt giữ, hiện có 17 đối tượng đã bị bắt giữ. Các ngành chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai cùng Ủy ban nhân dân huyện đã cùng tổ chức trao giấy khen đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích ngăn chặn kịp thời vụ việc trên. Để phục vụ cho dã tâm chiếm đoạt tài sản người khác, các đối tượng phạm tội ngày càng có nhiều chiêu thức thủ đoạn và đa dạng hơn. Mới đây thì Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố nhóm đối tượng với tội danh cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc khi nhóm này lén bỏ thuốc hướng thần cho người bị hại sử dụng. Nhóm đối tượng bao gồm chủ Mưu Nguyễn Thanh Tấn sinh năm 1978, Nguyễn Thị Ngọc Yến sinh năm 1999, chung sống như vợ chồng và Phạm Minh Trung sinh năm 1977, anh rể của Tấn. Theo nội dung vụ án, nhóm đối tượng cùng những người quen biết thực hiện kế hoạch dàn cảnh, dẫn dụ những người có tiền, có điều kiện kinh tế ăn nhậu chung, rồi lén bỏ thuốc hướng thần vào bia cho họ uống. Khi thuốc ngấm, hạn chế kiểm soát hành vi, Tấn cùng đồng bọn gài các bị hại đánh bạc, sau đó ép ký nợ để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, Tấn cùng với đồng bọn còn cưỡng đoạt tài sản của hai người khác. Trong quá trình điều tra, tiểu sử của đối tượng Tấn cho thấy Y từng bị phạt 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản và cũng bị Tòa án Nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An xử phạt về tội đánh bạc. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh hành vi của Tấn cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe và tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe và giáo dục. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân, cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng liên quan đến nhóm áo cam kéo nhau ra giải quyết mâu thuẫn tại quán ốc ở Bình Tân gây xôn xao dư luận thời gian qua. Cụ thể trong ngày 2 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân, cung cấp đề nghị truy tố Mai Nguyễn Xuân Thành, Trần Bá Thành cùng 14 bị can khác về 3 tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng. Bị can Phạm Anh Kiệt bị đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích, Hồ Chí Linh, Trần Thanh Tuấn cùng 67 bị can khác về tội gây dối trật tự công cộng. Như vậy trong vụ án này có 86 đối tượng bị xử lý hình sự. Quý vị thân mến, Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Thi Trường, 32 tuổi, ngụ Thành phố Thủ Đức, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan chức năng cho biết vào hôm 23 tháng 2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh phát hiện trường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời đối tượng này về trụ sở để làm việc. Tại đây thì trường đã xảy ra cự cãi với lực lượng chức năng và cầm ghế bằng kim loại ném vào mặt một cảnh sát rồi bỏ chạy. Ngay sau đó thì đối tượng này đã nhanh chóng bị khống chế, còn cảnh sát bị tấn công được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương vùng mắt trái. Quý vị thân mến, liên quan đến câu chuyện tấm gương không mà nguy hiểm của bản thân để cứu cho bé rơi từ tầng 12A tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, thành phố Hà Nội của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình đã ký và ban hành quyết định số 284 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho anh vì đã có hành vi dũng cảm cứu người bị nạn. Trước đó thì Thủ tướng cũng đã gửi lời khen ngợi, biểu dương hành động, tinh thần trách nhiệm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban thi đua khen thưởng trung ương biểu dương, khen thưởng cho anh Mạnh để ngày càng có nhiều những tấm gương về nghĩa cử cao đẹp, lòng tốt, tình nhân ái lan tỏa rộng khắp trong xã hội nhằm tạo điều kiện tốt cho người dân trong việc tiếp cận mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới và cũng như quyết tâm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thì mới đây chính phủ đã phê duyệt nghị định số 03 trên 2021, trong đó công nhận giấy chứng nhận điện tử cho bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Như vậy thì người tham gia giao thông có thể thực hiện thao tác mua bảo hiểm xe trên môi trường mạng. Các cơ quan liên quan như là Bộ Tài chính, Bộ Công an và các doanh nghiệp bảo hiểm có nhiệm vụ phải số hóa hệ thống, thay đổi phương thức quản lý để phù hợp với phương thức sử dụng giấy chứng nhận điện tử mới. Khi kiểm soát được dịch Covid-19, tỉnh Đồng Nai đã quyết định mở lại nhiều hoạt động kinh doanh không thiết yếu trong tình hình mới nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Riêng các quán karaoke, quán bar, vũ trường thì vẫn phải tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Và bên cạnh đó thì tỉnh Đồng Nai cũng khuyến khích người dân dùng khẩu trang vải thay thế cho khẩu trang sử dụng một lần, khẩu trang y tế để hạn chế rác thải, chống lãng phí. Thưa quý vị, sau sự cố bé gái rơi từ tầng 12 ở một chung cư tại Hà Nội, lượng người lắp đặt các lưới an toàn đã tăng đột biến, khiến dịch vụ này cũng bất ngờ nở rộ, ăn nên làm ra. Trên các diễn đàn khu chung cư, những bài đăng tìm nhận lắp đặt lưới an toàn ban công cũng đã xuất hiện dày đặc hơn trước và đều có lượt tương tác khá cao. Được biết hiện tại giá lưới và công lắp đặt dao động ở mức từ 180.000 đến 220.000 đồng tùy đơn vị thi công. Việc lắp đặt cũng rất đơn giản, khi một người thợ chỉ cần khoảng 1 giờ đồng hồ là có thể hoàn thiện bộ lưới an toàn cho ban công một đơn vị thi công cho biết, lưới an toàn có sợi cáp nhỏ, độ bền cao, không nhìn thấy từ khoảng cách xa, vừa đảm bảo an toàn lại vừa thẩm mỹ, nên hiện đang được rất nhiều hộ gia đình sinh sống tại các khu trung cư ưa chuộng. Thưa quý vị, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc Hà Nội vừa phẫu thuật thành công tốt đẹp một trường hợp song thai cho nữ sản phụ 36 tuổi, trong đó có một bé vẫn còn nằm nguyên trong túi ối. Theo chia sẻ của trưởng khoa phụ sản bệnh viện đa khoa Thu Cúc, người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật của nữ sản phụ cho biết, tỷ lệ sinh con nằm nguyên trong túi ối hay còn gọi là bọc điều thường rất hiếm gặp, xác suất chỉ ở mức là 1 trên 80.000 ca trong trường hợp của nữ sản phụ này bé đầu tiên chào đời rất thuận lợi nhưng sau khi nhận thấy bé thứ hai còn nằm nguyên trong túi ối vốn sẽ vỡ dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác chuyên môn trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã khẩn trương rạch túi ối và cắt dây rốn để tránh cho em bé bị thiếu oxy sau nhiều nỗ lực thì ca mổ đã thành công hai bé trai chào đời với cân nặng sấp xỉ nhau khoảng 3,2 kg mỗi bé Mời quý vị đến với phần tin cảnh báo. Thưa quý vị, dù liên tục được cảnh báo về tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng do nuốt dị vật, thế nhưng thì nhiều trường hợp đáng tiếc vẫn xảy ra. Mới đây bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi với nhiều dị vật có tử tính trong ruột. Trước đó bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua kết quả từ phim chụp X quang, các bác sĩ nghi đây là dị vật từ tính, nam châm và quyết định thực hiện phẫu thuật loại bỏ những dị vật này. Nếu không hành động kịp thời, bệnh nhi có thể bị hoại tử thủng ruột. Sau đó hơn 10 hạt nam châm đường kính 6 mm đối với viên tròn và cạnh 5 mm đối với những hạt hình vuông được lấy ra. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã tốt hơn. Một lần nữa các bác sĩ đưa ra khuyến cáo các bậc phụ huynh cần cẩn trọng khi chọn đồ chơi cho trẻ, nhất là những đồ chơi có nam châm nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc khó lường đối với trẻ. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thì tại tỉnh Tiền Giang đã có 9 điểm sạt lở mới với tổng chiều dài trên 175 m, thậm chí có nhiều đoạn sạt lở sâu từ 3 đến 4 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây đặc biệt tại xã Cai Lệ tỉnh Tiến Giang đã có 51 điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài trên 2.500m, ước kinh phí xử lý sạt lở hơn 40 tỷ đồng. Cho đến nay thì đã có khoảng 10 điểm sạt lở tại địa phương này được xử lý xong, 15 công trình hoàn thành từ 20 đến 80% khối lượng. Tuy nhiên, trước những tác động của dòng chảy và tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra khá phức tạp, chính quyền địa phương tại đây đang rất cần được các cấp trên tiếp tục hỗ trợ cả về kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật nhằm khắc phục tốt việc sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. thank